MC Thanh Sâu Audio chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ ra đều video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện. Chiến thần bất tử tập 56. Lên. Hai tay hơi hơi dùng sức, Diệp Trần liền đem thần kiếm màu đen giữ tại ở trong tay, lấy hắn làm trung tâm, phương viên trong vòng mấy dặm, kinh khủng khí tức hủy diệt tàn phá bừa bãi mở ra, giống như muốn hủy diệt thiên địa, đem không gian xoắn thành nát bấy. Diệp Trần hướng về phía trước bước ra một bước, cơ thể phóng lên trời, biến thành một đạo màu đen lưu quang, là như vậy thâm thúy, kinh người. Diệt hồn kiếm, lấy hồn hóa kiếm, chôn vùi linh hồn. Diệp Trần trong đầu hiện ra một câu nói, sâu trong ánh mắt cũng không còn cách nào dung nạp những sự vật khác, chỉ có một kiếm, diệt hồn kiếm. Nhắm hai mắt lại, Diệp Trần đứng thẳng ở bên trong hư không cứ như vậy nắm chuôi kiếm này, lặng lặng cảm thụ trong đó không thể địch nổi lực lượng kinh khủng. Chuôi kiếm này, cũng không thuộc về Diệp Trần, vẹn vẹn tại chốn hỗn độn ngưng kết mà thành. Nhưng, nó nhưng là chân thực tồn tại, cũng không phải là huyến cảnh. Diệp Trần dụng tâm đi cảm thụ, đi cảm ngộ, loại này cũng thật cũng giả cảm giác, không cần đi tìm tòi, đi suy xét, chỉ cần dạng này yên tĩnh mà đứng, liền có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được diệt hồn kiếm chỗ tinh túy hắn bây giờ nhiều hơn, cũng chỉ là hấp thu, đi lĩnh ngộ, nhưng cơ thể nhớ kỹ loại cảm giác này, dạng này hắn về sau tu luyện, liền có thể thế như trẻ tre. Diệt hồn kiếm chính là hồn quyết, nếu là ta có thể triệt để tập sẽ, cũng có thể đề cao ta đối với lực lượng linh hồn lĩnh ngộ, xem ra lựa chọn của ta là không có sai. Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng một tiếng, tam đại công pháp trong võ học, hắn lựa chọn diệt hồn kiếm, cũng không phải là ngẫu nhiên. U Minh bất hủ cốt cực kỳ cường hãn, nếu là có thể có chỗ tinh tiến, tất nhiên sẽ nhường Diệp Trần thực lực có cực lớn đề cao, nhưng U Minh bất hủ cốt vẹn vẹn tàn quyền một trong, cho dù Diệp Trần có thể tu luyện cảnh giới tối cao, cũng không thể lập tức nắm giữ vạn cổ không tử pháp thân. Cho nên, Diệp Trần từ bỏ U Minh bất hủ cốt. Đồng dạng, tử ngọ mài hồn quyết tu luyện chính là linh hồn bản chất, Diệp Trần bây giờ còn không tiến nhập thánh đạo cảnh giới, lực lượng linh hồn 10 phần yếu ớt, cho dù là trở nên như thế nào bền bỉ cũng khó có thể có sự khác biệt, chất cùng lượng, nhất thiết phải đồng thời có chỗ phát triển, mới có thể trình độ lớn nhất đề cao thực lực. Cho nên, Diệp Trần cũng từ bỏ tử ngọ mài hồn quyết. Ở nơi này giống như suy nghĩ phía dưới, diệt hồn kiếm là lựa chọn tốt nhất, có thể đề cao Diệp Trần đối với lực lượng linh hồn cảm ngộ, đồng thời, cũng có thể mức độ lớn nhất để thăng Diệp Trần thực lực. Hoang vu trốn hỗn độn ở trong, đầy trời kiếm khí tràn ngập toàn bộ không gian, không còn khác. Một thân ảnh sừng sững ở bên trong hư không, hai mắt khép kín toàn thân trên dưới đều tản mát ra vô cùng vô tận khí tức hủy diệt trong lúc vô tình diệp trần đối với lực lượng linh hồn cảm ngộ trở nên càng ngày càng khắc sâu ghi dấu ở trong tâm chỗ sâu chuôi này thần kiếm màu đen tại diệp trần trong tay phóng thích ra đáng sợ kiếm khí cùng diệp trần cơ thể hòa thành một thể người chính là kiếm kiếm là người cả hai triệt để dung hợp một màn này theo thời gian chậm rãi chảy xuôi phảng phất không có điểm cuối Diệp Trần cả người đều đắm chìm vào loại này trạng thái huyền diệu, nhưng hắn không cách nào tự kiềm chế. Hắn bây giờ giống như là một khối khô khúc thổ địa, rốt cục lấy được nước mưa thoải mái. Cho dù hắn ngẫu nhiên thanh tỉnh lại, cũng là nhìn chăm chú chui này thần kiếm màu đen rơi vào trầm tư, lâm vào đốn ngộ. Cái này một ngộ, đi qua dòng giá ba ngày. Diệp Trần đã đem thần kiếm màu đen hoàn toàn ngộ ra, dù là hắn nhắm hai mắt cũng có thể cảm thấy chui kiếm này loại kia hủy diệt vạn vật khí tức khủng bố. Mãi đến ngày thứ bảy, cái kia vô tận hỗn độn, đột nhiên xuất hiện một màn quỷ dị màu đen lưu quang. Diệt hồn, thì ra là thế. Diệp Trần đột nhiên mở hai mắt ra, cười nhạt một tiếng, trước đây ta tưởng rằng ta lực lượng linh hồn quá yếu ớt, không cách nào thi triển ra diệt hồn chi kiếm, nguyên lai, ta đi thẳng lầm đường, diệt hồn một đảo, không ở chỗ sức mạnh có bao nhiêu cường hãn, mà ở ngươi ý chí. Chỉ cần ngươi còn có hủy diệt ý chí, cho dù trong tay không có kiếm, cũng có thể xé rách phiến thiên địa này. Trong miệng phun ra một thanh âm, Diệp Trần trong hai mắt, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức hủy diệt, trong hư không triệt để nở rộ ra, mà thân thể của hắn cũng bắt đầu chuyển động. Tại Diệp Trần trong tay, thần kiếm màu đen, phun ra nuốt vào ra vô cùng mênh mông hủy diệt kiếm khí. Diệp Trần cước bộ hướng về phía trước đạp ra, một kiếm vung ra, màu đen lưu quang nếu như là treo ngược thác nước, mưa tầm tả xuống, hủy diệt vạn sự vạn vật, cho dù là vô tận hỗn độn. Rất nhanh, Diệp Trần lại là một kiếm vung ra. Một kiếm này, vẫn như cú cường hán, khí tức hủy diệt hoàn mỹ dung nhập vào kiếm khí bên trong, rất thuần khiết túy, làm lòng người thần rung động. Nhưng tinh tế nhìn qua, lại kinh ngạc phát hiện, Diệp Trần trong tay thần kiếm màu đen, tựa hồ trở nên mông lung rất nhiều, không ở thần mang dạng dỡ. Một kiếm lại một kiếm cô ra ngoài, Diệp Trần, phảng phất đã biến thành một tôn khôi lỗi, hai mắt khép kín liền hô hấp đều trở nên như có như không giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để tiêu tan diệp trần càng là huy kiếm chuôi này thần kiếm màu đen thì càng mơ hồ đến cuối cùng cái kia màu đen thần kiếm cơ hồ đã biến mất diệp trần lấy tay làm kiếm lấy hồn làm kiếm khí đột nhiên mà huy kiếm vẫn là tràn ngập ra vô cùng vô tận khí lưu màu đen cùng với kinh khủng kia hủy diệt chi khí đây mới thật sự là diệt hồn kiếm lấy hồn diệt hồn Diệp Trần ánh mắt ngưng lại, tinh mang lấp lóe, phảng phất xem thấu vô tận hỗn độn, hết thảy đều thu vào mi mắt. Thần kiếm màu đen lại một lần nữa xuất hiện ở Diệp Trần trước mặt. Nhưng lần này, chuôi kiếm này lại không phải vật thật, mà là từ Diệp Trần lực lượng linh hồn ngưng kết mà thành, là một thanh chân chính linh hồn chi kiếm, hủy diệt chi kiếm. Diệt hồn kiếm, quát như sấm mùa xuân, Diệp Trần không có chút do dự nào, hai tay nắm vào trong hư không một cái, cái kia màu đen thần kiếm bộc phát ra thâm thúy hắc mang như sóng nước như sóng biển bao phủ đến không gian mỗi một chỗ xó xỉnh uy thế kinh người so trước đó bất luận cái gì một kiếm đều phải to lớn bá đảo đồng thời cũng càng là chân thực ầm ầm không gian phát ra nổ ầm âm thanh hỗn độ chi khí giống như nước sôi như vậy cuồn cuộn lấy nhưng phàm là màu đen lưu quang lướt qua chi địa đều sẽ xuất hiện một đảo dữ tợn vết sách nhưng mà, Diệp Trần tựa hồ cũng không có dừng lại ý tứ, hai tay của hắn, không ngừng trong hư không nhẹ phẩy, màu đen lưu quang, trong hư không phóng ra hào quang óng ánh, không đơn thuần là linh hồn chi lực, còn có nguyên lực thiên địa, cũng là lấy một loại vô cùng kinh khủng tốc độ, tại tùy ý gầm thét. Diệp Trần, hắn lại một lần nữa tiến vào đốn ngộ chi cảnh. Không có dựa vào trốn hỗn độn, hoàn toàn là bằng vào chính mình đối với diệt hồn kiếm lý giải, chân chính tiến nhập trong đốn ngộ. Răng rắc, ngay lúc này, giữa thiên địa phảng phất có một đạo âm thanh truyền ra. Cả một mảnh trốn hỗn độn, càng là xuất hiện một mảnh hư vô không gian, ở mảnh này không gian bên trong, tràn ngập làm người sợ hãi hắc ám khí tức, một điểm sáng chói kim mang, đột nhiên trong bóng đêm nở rộ ra, như hồng, như lưu quang, trực tiếp lướt đến Diệp Trần trước mặt, cuối cùng sáp nhập vào mi tâm của hắn ở trong. Trốn hỗn độn một chỗ. Một vị thanh niên tóc trắng đột nhiên từ trong trạng thái tu luyện giật mình tỉnh giấc, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Mấy trăm năm chưa từng mở ra thứ 13 tòa thần cung, tại sao đột nhiên truyền đến kinh khủng như vậy chấn động, còn nữa, cố khí tức này, làm sao lại từ bên trong chảy ra, chẳng lẽ là thần cung phong ấn xuất hiện vết sách. Trong lòng nghĩ như vậy, thanh niên tóc trắng cơ thể phóng lên trời, trực tiếp lướt về phía không trung, ánh mắt nhìn về phía trước mắt tòa kia cao phong, ở nơi đó, một đạo màu đen lưu quang phóng lên trời, mà ở cái kia màu đen lưu quang chỗ sâu càng là có một vệt như có như không kim mang phong ấn quả nhiên nát rốt cuộc là ai phá hủy thần cung phong ấn lúc này trốn hỗn độn run rẩy càng ngày càng lợi hại trong hư không màu đen lưu quang đem thiên địa đều bao phủ ở bên trong xương trắng tiêu tan một cỗ vô cùng kinh khủng kiềm chế khí tức chậm rãi chậm rãi lan tràn ra làm lòng người sợ hãi ý diệp trần từ ngộ hiểu trong trạng thái thanh tỉnh lại hai mắt mở ra tràn đầy khiếp sợ nhìn qua thiên địa này kịch biến cái kia màu đen thần kiếm đã sớm bị hắn thu vào thể nội nhưng giờ này khắc này màu đen lưu quang không có chút nào tiêu tán xu thế hắc mang che trời quấy lộng lấy thiên địa nhất là vẻ này vô cùng cường đại kiềm chế khí tức tựa hồ muốn đem diệp trần hoàn toàn thôn phệ tại sao có thể như vậy mồ hôi theo diệp trần gò má chảy xuống động lên diệp trần ánh mắt một mảnh ngốc trệ khi thì nhìn phía vô tận màu đen lưu quang khi thì nhìn phía vậy không ở run rẩy trốn hỗn độn, ùng ùng âm thanh không ngừng truyền đến, tựa hồ phải có đồ vật gì muốn tránh thoát gò bó. Hưu một tiếng. Ngay lúc này, trên bầu trời, cái kia vô tận màu đen trong lưu quang, một đảo kim sắc quang mang lướt qua, chập chờn sáng lạng quang vĩ, xẹt qua một đảo huyền diệu quý tích. Nhìn thấy luồng hào quang màu vàng óng này, không biết vì cái gì, Diệp Trần cũng cảm giác thân thể của mình, tựa hồ bắt đầu sinh ra cộng minh hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được cái kia kim sắc lưu quang bên trong không cam lòng, phẫn nộ, căm hận, cùng với đủ loại ý cảnh. Mà chút ý cảnh, cũng không tồn tại ở thực tế, lại hiện lên ở Diệp Trần trong đầu. Cái loại cảm giác này, giống như là kêu gọi. ầm um, ầm um. thiên địa run rẩy hỗn độn chi khí triệt để tiêu tan, Diệp Trần đôi mắt điên cuồng rung động, chỉ thấy ở trước mặt hắn, xuất hiện ngàn vạn xiềng xích, những xiềng xích này hiện đầy vết sách, tung bay theo gió, nứt toác ra vô số mảnh vụn mà ở khóa trung tâm chính là một đảo tạ đá tại chính giữa khóa đá chỗ lẳng lặng trưng bày một cái trái tim màu vàng trái tim tạ đá trói tâm diệp trần ánh mắt khẽ run lên cái này ngàn vạn xiềng xích bất luận cái gì một đầu đều tản mát ra vô cùng kinh khủng khí tức chỉ là như vậy tới gần liền để hắn có loại ngạt thở cảm giác thực sự khó mà tin được nếu là bị tạ đá kia gò bó lại sẽ là như thế nào kinh khủng dù là liền xem như đoạn trọng ngu cũng không xông phá tạ đá gò bó a à. nhưng giờ này khắc này tạ đá kia lại gò bó một quả này màu vàng trái tim hơn nữa đá này khóa hiện đầy vết sách giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn răng rắc một tiếng vang nhỏ đột nhiên truyền đến một vòng tinh thuần kim mang từ trên khóa đá lướt ầm ầm ra không gian lập tức tĩnh mịch tạ đá điên cuồng run rẩy lên phóng xả ra hùng hậu vô cùng khí tức phảng phất có thể cầm tù ngàn vạn sự vật liền cách xa vài dặm Diệp Trần, cũng cảm giác mình Nguyên Hải sắp bị cầm tù. Cô này chấn áp chi lực, so với tứ tượng cổ tộc Vĩnh Phong cổ môn, càng thêm bá đạo, cường hãn. Nhưng kể cả như thế, một màn kia kim mang vẫn là chọc thủng tạ đá gò bó, hóa thành một vệt sáng, trên không trung đào thét, chợt, Diệp Trần chỉ cảm thấy một cố kinh khủng đến rồi cực hạn bá đạo khí tức, phong tỏa thân thể của hắn, nhưng hắn thể xác tinh thần đột nhiên run lên. Diệp Trần, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác đạo này kim sắc lưu quang cùng hắn có một loại đặc thù cộng minh muốn khẩn cấp dung nhập trong cơ thể của hắn kim quang đang lóe lên phá vỡ trường không như là cỗ sao trổi rơi xuống hướng về diệp trần phóng tới diệp trần đầu trống rỗng đạo này kim sắc lưu quang biết bao cường đại biết bao bá đạo có thể xông phá tạ đá gò bó vì cái gì muốn hướng hắn chạy lướt qua mà đến diệp trần muốn tránh né tránh đi đạo này kinh khủng kim mang nhưng hắn kinh ngạc phát hiện thân thể của hắn thế mà không có bất kỳ cái gì di động ý niệm ngược lại là cước bột tiến lên trước chủ động nghênh hợp đạo này kim mang tia sáng tràn ngập vẹn vẹn trong nháy mắt đạo kia kim mang liền gần sát diệp trần trái tim lập tức diệp trần cũng cảm giác mắt tối sầm lại trốn hỗn độn hết thảy hỗn loạn hoàn toàn lắng xuống ta đã cùng ngàn vạn xiềng xích biến mất vô tung vô ảnh phảng phất từ không xuất hiện qua như vậy dạng này hôn mê phảng phất kéo dài tháng năm dài đằng đẵng lại phảng phất vẻn vẹn một cái trước mắt phá diệp trần bỗng nhiên mở hai mắt ra bàn tay đánh ra cả người lướt lên không trung từng ngụm từng ngụm thở hổn hển ánh mắt của hắn hướng bốn phía quét tới nơi nào còn có mới vừa hỗn loạn cảnh tượng thật giống như mới vừa chứng kiến hết thầy tất cả đều là một giấc mộng là giả tạo cũng không tồn tại chẳng lẽ đây hết thầy cũng chỉ là mộng Diệp Trần đưa thay sờ sờ trái tim của mình, ở nơi đó, đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động vẫn như cũ hữu lực, không có chút nào khác thường, căn bản không có cái gì kim sắc quang mang. Nếu như nói biến hóa, đó chính là Diệp Trần Tu Vi, đã thành công đột phá tới chân đạo ngũ trọng thiên hậu kỳ, hơn nữa, khoảng cách chân đạo lục trọng thiên cũng đã không xa, tiến độ cực kỳ khả quan. Có thể Diệp Trần bây giờ cũng không có bởi vì Tu Vi đột phá, mà cảm thấy cao hứng hắn không tin mới vừa cảnh tượng, cũng chỉ là hư vô huyến cảnh, tại Diệp Trần nhìn chăm chú viên kia kim sắc tim thời điểm, loại kia cộng minh, loại kia đến từ trong đầu kêu gọi, là như thế chân thực, còn có đạo kia chui vào trái tim của hắn kim sắc quang mang, nhất định tiềm ẩn tại thân thể một góc nào đó. Huyền diệu như thế dị tượng, xuất hiện tất có nó tồn tại đạo lý, chỉ là ta bây giờ cấp độ quá thấp, cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu. Diệp Trần ở trong lòng thấp giọng nghỉ non, đang chờ lúc này lông mày của hắn thật chặt nhíu lại ánh mắt nhìn về phía bên cạnh ở nơi đó có một đạo tiếng xé gió truyền đến sau đó không lâu một cái thanh niên tóc trắng xuất hiện ở diệp trần trước mặt toàn thân hắn bao phủ tại áo giáp màu xanh bên trong chân mày mang theo vài phần nộ khí tóc trắng theo gió lay động tản mát ra vô cùng lăng lệ chi khí ngươi là người nào vì cái gì tới ta thiên thần cung cấm địa thanh niên tóc trắng vừa ra âm thanh liền để diệp trần ánh mắt hơi hơi ngưng kết Nơi đây, là thiên thần cung cấm địa Gặp Diệp Trần không trả lời Thanh niên tóc trắng kia trong mắt hàn ý mạnh hơn Trên người hắn Bắt đầu tản mát ra một cỗ vô cùng khí tức bá đạo Thanh sắc cuồng phong Lấy hắn làm trung tâm Tùy ý tràn ra, nhìn như tùy ý Nhưng là có được cực kỳ khủng bố lực xuyên thấu Trả lời vấn đề của ta Thanh niên tóc trắng lên tiếng lần nữa Lần này, trong mắt của hắn rõ ràng tràn ngập sát ý Diệp Trần hai tay ôm quyền thản nhiên nói các hạ có chỗ hiểu lầm, ta chính là một kẻ tán tu, không biết nơi đây là thiên thần cung cấm địa, lại càng không nguyện mạo phạm ngươi, nếu có quấy giày, còn xin ngươi rộng lòng tha thứ. Một kẻ tán tu, thanh niên tóc trắng nghe vậy, lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt của hắn rơi vào diệp trần nhẫn chữ vật bên trên, ngữ khí lạnh nhạt, ngươi bất quá là chân đạo ngũ trọng thiên cảnh giới, lại có thể tiến vào ta thiên thần cung cấm địa, ắt hẳn là có cái gì không thể cho người biết bí mật. Ta bây giờ ra lệnh ngươi, lập tức tự phế tu vi, chờ đợi ta xử lý. Trong lời nói, mang theo một cố cao ngạo chi khí, phảng phất, thanh niên tóc trắng này là cao cao tại thượng quân vương, mà Diệp Trần, chẳng qua là phủ phục tại hắn dưới chân sâu kiến, một câu nói của hắn, chính là mệnh lệnh, Diệp Trần nhất định muốn tuân thủ, không thể làm trái. Xin lỗi ta đã đảo, các hạ cử động như vậy, có phần có chút quá đáng à. Diệp Trần ánh mắt trở nên âm lãnh mấy phần kẻ yếu đối mặt với cường giả thời điểm, nhất định phải phục tùng, quá đáng cái từ này, người không có tư cách nói với ta. Một đạo tràn ngập trào phúng ý vì tiếng nói, từ thanh niên tóc trắng trong miệng thốt ra, lập tức, thân hình của hắn chợt lóe lên, như gió, trong nháy mắt xuất hiện ở diệp trần trước mặt, bàn tay chỗ, sớm đã là nắm chặt một thanh trường kiếm, đâm thẳng mà ra, cuốn lên một cỗ vô cùng kiếm khí bén nhọn. Mà lúc này, Diệp Trần cũng hiểu biết trước mắt tên này thanh niên tóc trắng tu vi, chân đạo bát trọng thiên hậu kỳ. Người này, niên kỳ cùng Diệp Trần không kém bao nhiêu, tu vi lại là như thế kinh khủng, hơn nữa từ khí tức của hắn phán đoán, thanh niên tóc trắng thực lực, lại không thua kém một chút nào vắng vẻ tuyết chi lưu. Thiên thần cung, chính là thiên hoa thống trị đại lục giả, địa vị siêu nhiên. Hơn nữa căn cứ liễu mộ vân nói tới, thiên thần cung là thiên thần tộc sáng lập mà thành, thân là thần tộc một trong, Thiên thần tộc đi qua từ ngàn xưa chi chiến phía sau, nghỉ ngơi lấy lại sức, sớm đã chính là khôi phục được đỉnh phong, thực lực 10 phần kinh khủng, có thể nói là chính vào hưng thịnh. Trước mắt tên này thanh niên tóc trắng thiên phú khủng bố như thế, ắt hẳn là thiên thần tộc thiên tài, hơn nữa còn là đứng đầu nhất loại kia. Tránh. Diệp Trần đem đạp tuyết vô ngân sử dụng đến cực hạn, chân đạp hư không, thân hình trở nên hư ảo mờ mịt, miễn cưỡng tránh đi thanh niên tóc trắng công kích, thân hình nhảy lên hướng về sau phương tránh thoát đi. Nếu quả như thật như thanh niên tóc trắng nói tới, nơi đây là thiên thần cung cấm địa, khẳng định như vậy sẽ có đông đảo cường giả cao thủ, Diệp Trần cùng người này ác chiến, cũng không phải thông minh cử chỉ. Người trốn không thoát, giọng nói lạnh lùng, đột nhiên từ Diệp Trần trước người vang lên. Không biết lúc nào, thanh niên tóc trắng kia càng là xuất hiện ở Diệp Trần trước mặt, toàn thân tán phát khí tức vô cùng cường hãn, nhưng Diệp Trần tâm thần rung động, yêu nghiệt như thế người, thực lực thật là đáng sợ hắn căn bản không phải đối thủ bàn tay đột nhiên duỗi ra thượng cổ sát ý từ trên người nở rộ diệp trần trong tay ngưng tụ ra một đóa huyết sắc yêu liên tâm thần khẽ động vô tận sát lục khí tức tràn ra huyết tinh và dữ tận bao phủ cả một khoảng trời một màn này nhường thanh niên tóc trắng sửng sốt một chút trước mắt cái này bất quá chân đạo ngũ trọng thiên tiểu tử lại còn trường khống quỷ dị như vậy võ học bất quá đang kinh ngạc đi qua thanh niên tóc trắng nhìn về phía Diệp Trần trong ánh mắt, càng thêm là trở nên tham lam. Vừa rồi hắn tại trong cấm địa khổ tu, nỗi nhiên phát hiện tạ đá phong ấn xuất hiện vết sách, một phen bôn ba sau đó, lại phát hiện tạ đá phong ấn biến mất vô tung vô ảnh, mà ở tại chỗ, hắn phát hiện Diệp Trần, một cái trong lúc vô tình xâm nhập cấm địa nhân loại thiếu niên. Phải biết, thiên thần cung nắm giữ thập tam tỏa thần cung, mỗi một tòa, đều chấn áp một tôn vô cùng kinh khủng cường giả, mà thứ 13 tỏa thần cung, đã mấy trăm năm không có mở ra, bên trong chấn áp cường giả cường hãn đến mức nào, chỉ có cung chủ mới hiểu. Tuy thanh niên tóc trắng không có tận mắt thấy Diệp Trần phá vỡ tà đá phong ấn, nhưng hắn có thể xác định, Diệp Trần trên thân khẳng định có bí mật, nếu như có thể đoạt được hắn chữ vật giới chỉ, sau đó lại thật tốt tra tấn thẩm vấn một phen, tất nhiên sẽ có thu hoạch. Đi! Lạnh lùng phun ra một đạo âm, Diệp Trần tay phải đột nhiên vung ra, hồng mang lướt qua trường không, mang theo một cỗ làm người sợ hãi kinh khủng sát ý. Cùng lúc đó, Diệp Trần tay trái phía trên, Ngưng tụ ra một đóa xương trắng yêu liên, u minh chi khí, đem hỗn độn chi khí đều đông thành tượng băng, nhẹ nhiên lướt qua, nhường không gian đều một hồi rung động, băng tinh dì rào rơi xuống, mang theo một hồi trói tai thanh âm xé gió. Đối mặt với thực lực sâu không thấy đáy thanh niên tóc trắng, Diệp Trần không dám giấu rốt, vừa ra tay, chính là hai tay chi liên thanh niên tóc trắng nhìn xem hai tay liên ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ trên thân lấp lóe trường kiếm như linh dương móc sừng mang theo vô cùng khí thế bén nhọn đâm thẳng mà ra không gian phảng phất xuất hiện một đảo đáng sợ vết sách phát ra tiếng lách tách vang dội ám sát hết thảy ầm ầm hai tay liên cùng kiếm mang trong hư không không ngừng tới gần cuối cùng ầm vang đụng vào nhau vô tận lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bộc phát không có gì bất lợi hai tay liên thế mà bị một kiếm đâm xuyên thượng cổ sát ý, u minh chi khí, trong khoảnh khắc bị kiếm mang chỗ chôn vùi, suy suy âm thanh truyền ra, không thể ngăn trở trường kiếm trực tiếp cắn nát hư không. Chỉ ngươi thực lực như vậy, cũng nghĩ ngăn cản ta lăng phong thiên tướng. Thanh niên tóc trắng bật cười một tiếng, trường kiếm trong tay phản trọn, kiếm khí lướt lên hư không, biến thành một đảo sáng lạng kiếm khí thác nước, hết thảy trước mắt, đều là biến thành hư vô, căn bản là không có cách ngăn cản. Diệp Trần ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm trước mắt tự xưng là lăng phong thiên tướng thanh niên tóc trắng thật là khủng khiếp người này thực lực thật là đáng sợ vẹn vẹn một kiếm liền phá vỡ hai tay liên nếu như sau đó có càng nhiều cao thủ đến diệp trần căn bản không có khả năng có đường sống cước bộ chậm rãi bước ra diệp trần nhìn chòng chọc vào thanh niên tóc trắng trong đôi mắt bỗng nhiên phóng ra một đảo bén nhọn tinh mang ngũ nhạc hám ngục trận diệp trần phun ra một đảo lạnh lùng âm vô số trận văn lướt lên hư không một tòa nguy nga vô cùng nguyên trận ngưng kết mà thành, năm tòa vạn trượng sơn nhạc, mang theo không có gì sánh kịp chấn áp chi khí, hư không mà đứng, hướng thẳng đến thanh niên tóc trắng thân thể chấn áp tới, bộc phát ra ủng ủng rung động âm thanh. Mà Diệp Trần trên thân, tàn mát ra một cỗ đáng sợ chấn áp chi lực, điên cuồng tàn phá bừa bãi, nhưng thanh niên tóc trắng con người đột nhiên run lên, chân đảo ngũ trọng thiên cảnh giới, liền có thể thi triển ra cấp 5 nguyên trận, như thế trận đảo thiên phú, coi như ở trên thiên thần cung cũng không nhiều gặp cho ta chấn áp. Cước bộ một bước, Diệp Trần trên thân hiện ra vô cùng vô tận chấn áp chi lực, ngũ nhạc một thể, cơ hồ là che đậy bầu trời, nhưng mà thanh niên tóc trắng kia vẫn như cũ chỉ là run run trường kiếm, một cỗ chói mắt thanh mang phóng lên trời, ở trên người hắn, càng là nổi lên một bộ vô cùng dữ tận bá đảo áo giáp, tản mát ra vô tận uy áp. Có thể làm cho ta gọi ra thiên thần khải, người đủ để tự hào. Thanh niên tóc trắng cười nhạt một tiếng, khi tức trên thân lập tức tăng vọt mấy lần một đạo kiếm mang trong hư không lướt qua sau đó cái kia năm tòa vạn trường sơn nhạc lập tức bị chém đứt hóa thành hư vô thực lực của hai người tranh lệch không biết bao nhiêu cái cảnh giới hơn nữa đối phương vẫn là thiên thần tộc siêu cấp thiên tài nắm giữ thiên thần tộc truyền thừa võ học tranh lệch thật sự là quá lớn nhưng mà diệp trần cơ thể nhưng như cú hướng về phía trước bàn tay nhô ra toàn thân bao phủ tại bá đạo quyền phong bên trong một vòng quỷ dị màu đen lưu quang từ trong đôi mắt chợt lóe lên rất nhanh chớp mắt là qua, làm cho tất cả mọi người đều không thể bắt được. Còn muốn như thế chấp mê bất ngộ. Thanh niên tóc trắng hừ lạnh một tiếng, toàn thân trên dưới cũng là vô cùng vô tận kiếm ảnh, hướng về trong hư không tràn ngập, thiên thần khải chiết xả ra sáng lạng ngũ thải quang mang, phụ trợ hắn giống như một tôn chân chính thiên thần, đang nhìn chăm chú một đầu không đáng kể sâu kiến, diệp trần, trong mắt hắn chính là sâu kiến. Diệt. Diệp Trần giống giận một tiếng, bao phủ ở trên người bá đạo quyền phong, đột nhiên tiêu tan không còn một mống, lập tức, một cỗ ngập trời màu đen lưu quang nở rộ, hóa thành một chuôi không có gì sánh kịp thần kiếm màu đen, tràn ngập khí tức hủy diệt, muốn đem hết thảy sự vật đều hủy diệt, bỗng nhiên chính là diệt hồn kiếm. Ầm um, ầm, um. kinh khủng thần kiếm màu đen từ trên trời giáng xuống, nhưng bầu trời đều hóa thành màu đen kịp điên cuồng đè hướng thanh niên tóc trắng, đáng sợ khí tức hủy diệt, nhưng thanh niên tóc trắng con người đều run lên bẩn bật, trái tim điên cuồng run rẩy lên thực lực của hắn, hoàn toàn chính xác phải xa xa thắng qua Diệp Trần, nhưng bất kể như thế nào cường hãn, hắn đều bất quá là chân đạo bát trọng thiên cảnh giới. Mà lực lượng linh hồn, chỉ có thánh đạo cường giả mới có thể trường khống, hồn quyết càng là vô cùng cao thâm tồn tại, nhất thiết phải tiến nhập thánh đạo cảnh giới, mới có thể tập được ra lông, điểm này, là chân lý, là tất cả người đều ngầm thừa nhận sự thật, không thể cãi lại. Bây giờ, trước mắt cái này chân đạo ngũ trọng thiên nhân loại thiếu niên, thế mà sử xuất hồn quyết, hơn nữa còn là có được khí tức hủy diệt diệt hồn kiếm. Thanh niên tóc trắng lập tức ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt một mảnh ngốc trệ, khó có thể tin. Ù ù âm thanh truyền đến. Đáng sợ lực lượng hủy diệt toàn bộ rơi đập tại thanh niên tóc trắng trên thân, nhưng thân thể của hắn đột nhiên run lên, mà đồng thời, Diệp Trần cơ thể cũng đột nhiên liền xông ra ngoài, song quyền nắm chặt, một đạo cuồn cuộn bá đạo quyền phong bạo phát đi ra, trực tiếp đánh về phía thanh niên tóc trắng chỗ hiểm quanh người. Nhất thời thiên địa đều đang run rẩy trong hư không truyền đến một hồi long ngâm hổ khiếu thanh âm truyền vang ra bên ngoài mấy dặm điếc tai muốn bại bụi mù di tán hiển lộ ra hai thân ảnh diệp trần sừng sững ở bên trong hư không ở trên người hắn vẫn như cú tràn ngập bá đạo quyền phong ánh mắt trông về phía xa nhìn phía đạo kia hơi có vẻ thân ảnh chật vật vào lúc này thanh niên tóc trắng kia trên thân nhuộm pha tạp vết máu tóc trắng tán loạn theo gió tung bay không có chút nào mới vượt tiêu sái cảm giác một đôi tròng mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Trần, hắn đơn giản không dám tưởng tượng cái này phát sinh hết thảy. Hắn thiên thần cung trẻ tuổi nhất Lang Phong Thiên tướng thế mà suýt nữa chết ở trước mắt nhân loại trong tay thiếu niên. Mất mặt thật sự là quá mất mặt. Nhưng ở phẫn nộ thời điểm thanh niên tóc trắng cũng không có lại lần nữa ra tay. Hắn vừa rồi lọt vào diệt hồn kiếm công kích, tuy cơ thể cũng không lo ngại, nhưng linh hồn nhưng là nhận lấy thương tổn không nhỏ. Hắn cũng không phải là Diệp Trần chưa bao giờ tu luyện qua lực lượng linh hồn dù là tu vi của hắn lại cường hãn linh hồn cũng như là gào khóc đòi ăn anh hải chính diện bị diệt hồn kiếm kích thương hắn bây giờ liền cả đứng dậy đều có chút bất ổn toàn thân cao thấp đều tràn ngập khí tức suy yếu tại linh hồn bị thương dưới tình huống ngươi còn có thể ngăn lại ta một quyền thực lực của ngươi rất mạnh diệp trần nhàn nhạt phun ra một thanh âm ánh mắt bình tĩnh nhưng thanh niên tóc trắng lại có thể rõ ràng cảm nhận được ẩn chứa trong đó kinh khủng sát cơ vừa rồi ngươi sử dụng hồn quyết, là diệt hồn kiếm A. Thanh niên tóc trắng che ngực, nhìn chăm chú Diệp Trần, mở miệng nói ra, theo ta được biết, chỉ có thánh tộc người, mới có thể tập luyện diệt hồn kiếm, ngươi lấy chân đạo ngũ trọng thiên tu vi, liền có thể tập luyện hồn quyết, linh hồn chi lực, cường hãn giống như thánh đạo cường giả, chẳng lẽ ngươi là thánh tộc người? Ân, Diệp Trần sắc bình tĩnh như trước, nhưng ở sâu trong nội tâm nhưng là rời sông lấp biển, Ánh mắt nhìn chăm chú thanh niên tóc trắng, trên người sát ý trở nên càng ngày càng đậm. Trước tiên Mặc Kệ hắn vừa rồi lời nói rốt cuộc là không là thật, chỉ là người này hoài nghi, Diệp Trần liền quyết không cho phép hắn còn sống ly khai nơi này. Thánh tộc, hai chữ mặc dù đơn giản, nhưng là ẩn chứa vô tận sát ý. Ở nơi này thế giới bên trong có vô số chủng tộc, xem thánh tộc vì tai họa, một khi phát hiện, tất yếu giết chết, Diệp Trần quyết không thể để người khác biết bí mật của hắn cảm nhận được Diệp Trần trên người sát ý, thanh niên tóc trắng cười cười, đạo, xem ra ta đoán không sai, ngươi quả nhiên là thánh tộc người. Biết lại như thế nào, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được rời đi. Diệp Trần bước ra một bước, thượng cổ sát ý, lại lần nữa nở rộ ở trong hư không, hắn nghĩ mãi mà không rõ, đã là thân thể bị trọng thương thanh niên tóc trắng, vì cái gì còn như thế có tự tin. Đây là thiên thần cung cấm địa, mà ta là thiên thần cung trên trời rơi xuống, ta muốn đi, Ngươi cái này ngoại lai người, làm sao có thể ngăn được ta? Thanh niên tóc trắng cười nhạt một tiếng, bàn tay của hắn vất qua, bên trong hư không đột nhiên xuất hiện một chiếc thuyền con, cái này thuyền con bất quá dài 2 mét, không gian chỉ có thể dung nạp một người, nhưng ở thuyền con phía trên, nhưng là hiện đầy điêu văn, tản mát ra một cỗ nhẹ nhàng chi khí. Đợi ngươi ta lại lần nữa tương kiến thời điểm, chính là ngươi bỏ mình thời khắc. Thanh niên tóc trắng cười yếu ớt lại, hào quang sáng chói nở rộ mà ra thuyền con trở thanh niên tóc trắng cơ thể đột nhiên hóa thành một vệt sáng, lấp lóe tiêu thất, lao nhanh lướt về phía nơi xa. Thật nhanh, Diệp Trần hơi sững sờ, vẹn vẹn trong nháy mắt, cái kia thuyền con liền không biết vượt qua bao nhiêu khoảng cách, nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy một đảo cái bóng mơ hồ. Đương nhiên, Diệp Trần cũng vẹn vẹn sững sờ, ánh mắt của hắn lại lần nữa trở nên bình tĩnh, thuyền con tốc độ mặc dù nhanh, nhưng nó dù sao chỉ là một kiện linh bảo, nhất thiết phải từ thanh niên tóc trắng liên tục không ngừng chuyển vận chân nguyên cái sau vốn chính là bản thân bị trọng thương cưỡng ép thôi động phi hành linh bảo chắc chắn không chống đỡ được bao lâu tâm thần khẽ động tiếng xé gió truyền ra diệp trần hóa thành một vệt sáng toàn thân bao quanh u minh chi khí hướng về thanh niên tóc trắng vị trí lao nhanh đuổi tới hắn là thánh tộc người tin tức tuyệt đối không thể tiết lộ phong thanh bằng không không đơn giản thiên thần tộc hội đuổi giết hắn toàn bộ thế giới tất cả kỳ dị chủng tộc đều sẽ nghĩ hết biện pháp giết hắn, cho đến lúc đó, liền thật là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Cách đó không xa, thanh niên tóc trắng sắc cực kỳ âm trầm, hắn gặp phải Diệp Trần thời điểm, thật giống như nhìn thấy sâu kiến như vậy, căn bản không có để ở trong mắt, nhưng bây giờ, cả hai vẻn vẹn giao thủ mấy chiêu, hắn liền bản thân bị trọng thương, còn suýt nữa bị Diệp Trần giết chết, loại cảm giác này, nhưng hắn như muốn phát cuồng. Tuy lần này thất bại, để cho ta mông thượng sỉ nhục nhưng chỉ cần ta đem thánh tộc trẻ mồ côi sự tình toàn bộ cáo chi cung chủ tất nhiên sẽ nhận được lớn lao khen thưởng chỉ là một điểm thương thế ta còn không để vào mắt thanh niên tóc trắng trong lòng âm thầm nói thánh tộc kể từ từ ngàn xưa chi chiến phía sau liền hoàn toàn biến mất lần này hắn phát hiện diệp trần thân phận không khác là một cái công lớn về công về tư hắn đều có thể được đông đảo chỗ tốt đây là không thể nghi ngờ sau lưng một luồng khí tức đáng sợ đánh tới Nhưng thanh niên tóc trắng cơ thể run lên bần bật Quay đầu lại Hắn liền nhìn thấy Diệp Trần cẩn thận theo sau lưng Tốc độ không nhanh Lại cẩn thận cắn Tùy ý thuyền con như thế nào thay đổi phương hướng Cũng khó có thể đem hắn hất ra Tên xúc sinh này Thanh niên tóc trắng cắn răng Nếu như là bình thường Hắn sẽ trực tiếp vung ra một kiếm Mái chèo Trần tại chỗ chém giết Không có do dự chút nào Nhưng bây giờ không được Người bị thương nặng hắn liền thao túng thuyền con đều hết sức phí sức, nếu như lại sử dụng chân nguyên, sẽ chỉ làm chính mình lọt vào phản phệ, từ đó thương càng thêm thương, cho nên, hắn chỉ có thể nhịn, nhẫn đến rời đi thứ 13 tọa thần cung, liền có thể triệt để xoay người. Diệp Trần cẩn thận đi theo hậu phương, thân hình thẳng tắp, toàn thân cao thấp đều tràn ngập sát ý, hoa sen màu máu, tại hắn trên đỉnh đầu lơ lửng, thánh khiết và mang theo sát lục khí tức, chỉ cần đến phạm vi công kích, hắn sẽ trực tiếp ra tay, trong nháy mắt oanh sát thanh niên tóc trắng. Tốc độ của hai người đều rất nhanh, thiểm lược mà qua, mang theo từng đợt âm thanh phá không. Thanh niên tóc trắng ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, đồng thời cũng chú ý Diệp Trần cử động, hắn đang tính toán, đến cùng có thể rời đi thần cung phía trước, bảo trụ một cái mạng. Thập tam tỏa thần cung, là 13 cái không gian độc lập, vô cùng rộng lớn. Trong thần cung phân hóa có vô số tu luyện khu vực, mỗi một cái khu vực, đều có đông đảo cao thủ tại tiềm tu, nhưng thứ 13 tòa thần cung là cấm địa, chưa có người qua lại, thanh niên tóc trắng căn bản không dám hy vọng xa vời có người lại đột nhiên xuất thủ cứu giúp, chỉ có thể đào mệnh, liều lĩnh trốn. Thiên thần cung, ở vào trên đỉnh núi, nguy nga hùng vĩ, nhìn qua nếu như tiên cảnh. Mà ở chủ phong chung quanh, thì đứng vững thập tam tòa ngàn trượng cô phong, cô phong giống như một chuôi chuôi lợi kiếm, phóng lên trời, đem trung tâm cái kia mênh mông cung điện nâng đỡ đứng lên. Lúc này, ở trung ương cung điện một chỗ trên bệ đá, có mấy người đang tại pha trà nói chuyện phiếm, trên người bọn họ đều là tản mát ra mê mang chi quang, tùy tâm mà động, tùy ý mà đi, lại tất cả đều là thánh đạo cường giả. Hoàng triều chi chiến sắp mở ra, lần này không biết lại sẽ có bao nhiêu thiên tài bộc lộ tài năng, thật là khiến người chờ mong. Một cái người khoác trường bào màu vàng óng trung niên, thản nhiên nói: "13 hoàng triều tuy vô cùng rộng lớn, nhưng tuyệt thế thiên tài nhưng là không nhiều." Nhiều nhất cũng liền 3 năm cái thôi, có thể có cái gì tốt mong đợi, ngược lại là chúng ta thiên thần tộc, năm gần đây ra không ít thiên tài, chỉ là thiên tướng thì có hơn 10 tên. Lại có một người mở miệng nói ra, trong lời nói mang theo vài phần vẻ đắc ý. Lão quỷ, ngươi nói lời nói này, không phải liền là muốn khoe ngươi cháu ngoan sao? Lang Phong tiểu tử này, thiên phú xác thực rất cao, mới có 18 tuổi, liền đã bước vào chân đạo bát trọng thiên cảnh giới, trở thành thiên thần cung trẻ tuổi nhất thiên tướng sau này đột phá thánh đạo cảnh giới, chắc hẳn không phải là cái gì việc khó. Kim bào trung niên chua chát nói, nhưng trong tiếng nói, cũng vẫn là mang theo vẻ tán thưởng. Chỉ bất quá, lúc này bọn hắn cũng không biết, bọn hắn trong miệng lăng phong trên trời rơi xuống, đang đụng phải vô cùng vô tận truy sát, thậm chí có có thể, tùy thời chết đi. Giữa hư không, truy sát vẫn tại tiến hành. Thanh niên tóc trắng sắc mặt đã trở nên có chút tái nhợt, khí tức toàn thân phủ phiếm vô cùng cho dù là thở dốc, đều sẽ nhường hắn có loại ngất cảm giác, rất là khổ cực. Mà ở phía sau hắn, Diệp Trần vẫn là cẩn thận đi theo, sát ý nồng đậm. Bọn hắn đều rất tin tưởng, giữa hai người chỉ có thể sống một cái, thanh niên tóc trắng nếu như có thể chạy thoát, như vậy Diệp Trần liền chắc chắn phải chết, nếu là Diệp Trần đuổi kịp thanh niên tóc trắng, hắn liền nhất định sẽ hung ác hạ sát thủ, tuyệt sẽ không lưu tình. Lại là một cỗ chân nguyên tràn vào thuyền con bên trong, tia sáng lưu chuyển tốc độ tăng lên mấy phần, lập tức bỏ rơi Diệp Trần, nhưng cũng không lâu lắm, Diệp Trần thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở thanh niên tóc trắng trong tầm mắt, cả hai như vậy tiêu hao, một truy một đuổi, phảng phất không có điểm cuối. Nhìn thấy cửa cung, tại lúc này, phía trước xuất hiện một tòa nguy nga sơn môn, nhưng thanh niên tóc trắng trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Vượt qua cửa cung sau đó, liền có thể rời đi thần cung, lại hướng phía trước, chính là Thiên Thần cung phạm vi quản hạt nơi đó trải rộng cường giả nhất định sẽ trong nháy mắt phát hiện Diệp Trần cái này ngoại lai người Diệp Trần tựa hồ cảm thấy không thích hợp tốc độ đột nhiên thăng hoa sen màu máu lướt qua trường không trong nháy mắt ép tới gần thanh niên tóc trắng chỉ nghe được một tiếng ầm vang hoa sen màu máu nổ tung kình phong quét nang tại đầy trời huyết mang bên trong cái kia một chiếc thuyền con đột nhiên lướt nhanh ra trong hư không lướt qua một đảo tàn ảnh lại biến mất ở trước mắt Xúc sinh đợi ta chạy thoát, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Thanh niên tóc trắng nói chuyện thời điểm, từng ngùm từng ngùm phun ra tiên huyết, vừa rồi đối mặt với hoa sen màu máu, hắn lựa chọn dùng cơ thể trực tiếp ngạnh kháng, vốn là bản thân bị trọng thương, bây giờ lại bị thượng cổ sát ý xâm nhập thể nội, có thể nói là đến dầu hết đèn tắt quấn cảnh. Nhưng tương đối như thế, hắn cũng giành được cơ hội chạy trốn, hắn hiện tại, ánh mắt xa xa phóng tầm mắt tới, liền có thể nhìn thấy cái kia trôi nổi tại trên đỉnh núi thần cung, chỉ cần lại kiên trì một hồi, hắn liền có thể chạy thoát, hơn nữa nhận được vô số gia thưởng. Lang Phong Cuối cùng, tại thanh niên tóc trắng lướt đi thần cung một cái chớp mắt, có người phát hiện hắn, lập tức có mấy đạo thân ảnh lướt đi tới, đầy mắt kinh ngạc hỏi chuyện gì xảy ra. Người bị thương rồi. Thanh niên tóc trắng lúc này sắc mặt đã tái nhợt, liền nói chuyện khí lực cũng không có, hắn ngự động lên thuyền con, đưa tay bóp nát một cái ngọc bội nhất thời một đạo thanh mang lướt về phía không trung nếu như sương mù như vậy bao phủ toàn bộ phía chân trời đây là tín hiệu cầu cứu duy chỉ có thiên tướng mới có thể nắm giữ một khi bóp nát phương viên tất cả thiên thần cung người đều phải lập tức chạy tới không được sai sót ai dám tại ta thiên thần cung khu vực bên trong hoành hành bá đạo thật to gan lập tức trợ giúp không được sai sót có một chút thiên thần cung cường giả nhìn thấy tín hiệu cầu cứu cơ thể chớp mắt phóng lên trời, bọn hắn ánh mắt trông về phía xa, nhìn thấy thanh niên tóc trắng thời điểm, đều là sừng sốt một chút, lang phong thiên tướng, hắn làm sao lại luân lạc tới như vậy quẫn cảnh, tại hắn sau lưng, lại còn có một thân ảnh, đang đuổi giết hắn. Tinh tế ngóng nhìn mà qua, đạo thân ảnh kia, chỉ là một cái chân đạo ngũ trọng thiên nhân loại thiếu niên, hắn, đang đuổi giết chân đạo bát trọng thiên lang phong, thật sự là làm cho người chấn kinh. Mau tới cứu ta! thanh niên tóc trắng dùng hết khí lực cuối cùng, đột nhiên giống giận một tiếng, tiếng nói rơi xuống thời điểm, hắn cả người đều nằm ở thuyền con phía trên, thuyền con đã mất đi chân nguyên ủng hộ, tốc độ lập tức chậm lại, hướng xuống đất rơi đi. Đi chết đi, Diệp Trần kéo lấy hoa sen màu máu, nếu như thu hoạch nhân mạng tử thần như vậy, bàn tay hất lên, trong hư không xẹt qua một đảo huyết sắc quang mang, đại biểu cho tử vong. Ngươi như dám can đảm ra tay giết người, ta tất chu giết ngươi cửu tộc lúc này mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở bên trên bầu trời nhao nhao ra tay hoặc là kiếm ảnh hoặc là trường phong trực tiếp hướng hoa sen màu máu đánh giết tới muốn cứu thanh niên tóc trắng tính mệnh nhưng tất cả những thứ này đều quá muộn hoa sen màu máu đã tới thanh niên tóc trắng trước mặt yêu dị hồng mang phía dưới cái khuôn mặt kia tuấn giật phi phạm khuôn mặt cũng là bị sợ hãi và tử vong bao phủ trở nên vô cùng vặn vẹo ai dám giết ta tôn nghi ngươi xa một đạo kinh khủng tiếng quát cuồn cuộn truyền đến chấn động đến mức diệp trần não hải run lên phảng phất linh hồn đều ở đây run rẩy huyết sắc kia hoa sen tức thì bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ đánh tan thượng cổ sát ý tràn ngập tại không gian bên trong càng là bắt đầu chậm rãi tiêu tan ra ra nhanh cứu ta thanh niên tóc trắng tựa hồ thấy được hy vọng còn sống hắn quay đầu nhìn về diệp trần ánh mắt trở nên vô cùng ngoan độc dữ tợn ra ra của hắn gọi là lăng thiên thù chính là cao cao tại thượng thánh đạo cường giả có hắn ra tay diệp trần căn bản không có khả năng có cái gì xem như một màn này nháo kịch rốt cuộc phải kết thúc hắn lang phong vẫn như cố sống sót mà diệp trần sắp sẽ nghênh đón sống không bằng chết kết quả bi thảm ta muốn giết người không người có thể cứu liền xem như thánh đạo cường giả cũng không được diệp trần trong miệng phun ra một đạo lạnh như băng âm thân thể của hắn bao phủ ở trong xương khói theo gió mà động lao nhanh hướng về thanh niên tóc trắng lao đi, mà ở xương khói kia bên trong, càng là lóe ra một đảo huyết sắc thập tự, như vậy yêu dị. Nhanh ngăn lại hắn, ra hỏa này là thánh. Phốc, trước người phun mạnh ra một đảo xương máu, nhiễm đỏ thanh niên tóc trắng hai con người, ánh mắt của hắn mở vô cùng cực lớn, không hề cam, phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Ra ra của hắn, rõ ràng đã ra tay phong tỏa cả một vùng không gian, Diệp Trần Tuyệt không có khả năng tới gần trước người hắn nửa bước, nhưng sự thật nhưng là, Diệp Trần chẳng những chọc thùng lang thiên thủ phong tỏa, còn sử dụng sát chiêu, trực tiếp xé rách bộ ngực của hắn. Thanh niên tóc trắng cơ thể điên cuồng rung động, hắn muốn đem không nói xong lời nói xong, nhưng sau một khắc, huyết mang điên cuồng lướt qua, trực tiếp cắt đứt cổ họng của hắn, nhường hắn cũng không còn cách nào phun ra một đạo âm. Nhiệt xúc, nơi xa một thân ảnh lao nhanh lướt qua, mang theo vô tận phẫn nộ chi ý, chính là lăng thiên thủ trong mắt của hắn phun mạnh ra vô tận lửa giận lại có người xâm nhập thiên thần cung còn ngay mặt của hắn giết hắn quý báu nhất tôn nhi hắn sống mấy trăm năm trải qua vô số mưa gió lúc nào nhận qua bực này sỉ nhục oanh trong không gian kinh khủng linh hồn chi lực tàn phá bừa bãi ra những nơi đi qua đều là một mảnh hỗn độn trong nháy mắt bao phủ diệp trần thân thể muốn đẩy hắn vào chỗ chết nếu muốn giết ta ngươi còn chưa đủ tư cách diệp trần tay trưởng run lên lập tức từng đạo màu đen lưu quang nở rộ, hóa thành một chuôi thần kiếm màu đen, xé rách trường không, vọt thẳng phá linh hồn chi lực gò bó. Cước bộ lóe lên, Diệp Trần cũng không quay đầu lại xông vào thứ 13 tòa thần cung, không thấy bóng dáng. truy tất cả đều đuổi theo cho ta. Đạo thân ảnh kia nhìn qua Diệp Trần dần dần bóng lưng rời đi, bộc phát ra từng trận gầm thét, trong lúc nhất thời, vô số thân ảnh nhao nhao cướp động, trực tiếp chui vào thần cung bên trong, đối với Diệp Trần triển khai vô cùng vô tận truy sát. Lão quỷ, đây là có chuyện gì? Lúc này, một cái người mặc trường bào màu vàng óng trung niên, chậm rãi từ không trung rơi xuống, ánh mắt của hắn nhìn thấy thanh niên tóc trắng thi thể trong nháy mắt, sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt, tại hắn sau lưng vài tên thánh đạo cường giả, cũng là mặt trầm như nước. Ngay mới vừa rồi, bọn hắn còn tại tán dương lăng phong thiên phú kinh người, tương lai tất thành đại khí, lúc này mới qua bao lâu, Lang Phong liền biến thành một bộ thi thể lạnh băng, triệt để đoàn khí hơi thở. Lập tức điều động tất cả thiên tướng, tiến vào thứ 13 tòa thần cung, thể phải bắt sống hung thủ. Lăng thiên thù không muốn giải thích quá nhiều, hắn hiện tại, trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là giết Diệp Trần, cho hắn tôn nhi báo thù rửa hận. Thần cung chi phía trước, lui tới cường giả càng ngày càng nhiều, trên thân không khỏi là mang theo lăng lệ chi khí. Nhưng phàm là thiên tướng người, đều là thiên thần cung thiên tài kiệt xuất, bọn hắn đại biểu cho thiên thần cung hương suy tổn vong, địa vị siêu nhiên, cả thiên thần cung cung chủ đều sẽ cực kỳ trọng thị. Bây giờ, lang phong thiên tướng chết, sẽ chết ở trên thiên trong thần cung, trước mắt mọi người. Hình ảnh như thế, giống như là một cái tác, đáng gượng quất vào trên mặt của mọi người, để bọn hắn cảm thấy vô cùng khó xử, một khi truyền đi, thiên thần cung chi tên, liền thành một cái thiên đại chê cười, sẽ bị tất cả mọi người chơi đùa chế nhạo cho nên bọn họ đều là ôm ý quyết giết, tiến vào thứ 13 tỏa thần cung chi bên trong, thề giết Diệp Trần, rửa sạch nhục nhá. Trong hư không, Lăng Thiên Thù ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, toàn thân cao thấp đều tản mát ra băng lãnh khí tức, để cho người ta không dám tới gần nửa phần, Lăng ra thật vất vả xuất ra một cái lăng phong, chính vào quật khởi thời điểm, đột nhiên liền vẫn lạc, cho dù ai gặp được loại biến cố này, cũng sẽ vô cùng phiền muộn. Thương thế này có chút cổ quái người mặc kim bào thánh đạo cường giả, đột nhiên nói một cái câu, chợt ngẩng đầu cùng mấy người liếc nhau một cái, mở miệng nói ra, ta phát hiện lăng phong ngoại trừ cơ thể bị vết thương chí mạng bên ngoài, hắn trước khi chết, linh hồn tựa hồ cũng bị thương tổn cực lớn, bằng không, lấy thực lực của hắn, như thế nào lại bị một cái chân đạo ngũ trọng thiên nhân loại tiểu tử truy sát. Lăng phong, là thiên thần cung đích thiên tướng, hơn nữa còn là trẻ tuổi nhất thiên tướng, thực lực và tu vi đều đặt tại cái kia nhưng hắn vẫn là bị Diệp Trần truy sát đến chạy trối chết, cho dù ai đều sẽ cảm thấy kỳ quái, tại thần cung chi bên trong, nhất định là xảy ra chuyện gì quái sự. Không vào thánh đạo cảnh giới, liền tuyệt không có khả năng thôi động lực lượng linh hồn, chẳng lẽ kia nhân loại tiểu tử bản thân liền là thánh đạo cường giả, cố ý che giấu thực lực, một đường truy sát lang phong. Một người lên tiếng nói, lập tức bác bỏ kim bào trung niên ngôn luận. Tiểu tử kia chắc chắn không phải thánh đạo cường giả, nhưng người nào nói không vào thánh đạo, liền không khả năng thôi động lực lượng linh hồn. Kim bào trung niên lời nói, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều là run lên, chỉ nghe được hắn mở miệng nói ra, các ngươi có phải hay không còn nhớ rõ, tại lăng phong trước khi chết, hắn còn chưa nói xong lời nói sao. Còn chưa nói xong lời nói. Lăng thiên thù ánh mắt hơi hơi ngưng lại, thì thào nói, ra ra cứu ta, ra hỏa này là thánh. Thánh tộc, mấy người đồng thời lên tiếng nói, lập tức trái tim bình nhiên bắt đầu nhảy lên. Nhìn chung toàn bộ thế giới, không vào thánh đảo, lại có thể thôi động lực lượng linh hồn người, cũng chỉ có lấy hồn nhập đảo thánh tộc. Tiểu tử kia, lại là thánh tộc người. Như thế tin tức, không thua gì một đạo sấm sét giữa trời quang, đánh vào mọi người trong đầu, biến mất mấy vạn năm thánh tộc, cuối cùng lại lần nữa xuất hiện sao. Tiểu tử kia, tiến vào thứ 13 tòa thần cung, giết lăng phong, náo ra hỗn loạn như thế, chẳng lẽ là vì báo thù chấn kinh, khủng hoảng, thậm chí còn có e ngại, bắt đầu tràn ngập toàn bộ không gian, khiến lòng người rung động phía dưới. Trấn định. Đúng lúc này, Lăng Thiên Thù đột nhiên mở miệng quát to một tiếng, để đám người cũng là đột nhiên tỉnh táo lại. Lăng Thiên Thù nhìn trước mắt mấy người, chậm rãi nói "Thiên hạ chi đại, có vô số kỳ năng dị sĩ, tiểu tử kia có thể thôi động lực lượng linh hồn, cũng không đại biểu hắn thì nhất định là thánh tộc người, năm đó từ ngàn xưa chi chiến" thánh tộc chủng tộc chi hỏa đã tắt, căn bản không có khả năng liền như vậy truyền thừa xuống. Còn nữa, tiểu tử khi tiến nhập thần cung bên trong, vậy thì giống như là cá trong chậu, căn bản không có khả năng có bất kỳ đường sống, chúng ta là thiên thần cung trưởng lão, quản lý chung một đám thiên tướng. Nếu như chúng ta đều luống cuốn trận cước, đây mới thật sự là mất mặt xấu hổ. Nghe thế lời nói ngữ, đám người cũng là gật đầu một cái, hít sâu một hơi, lần nữa khôi phục lúc đầu chấn định bộ dáng, nhưng tinh tế nhìn lại, nhưng là có thể cảm thấy, ở tại bọn hắn trong nội tâm, vẫn là tồn tại một tia ý sợ hãi, bọn hắn sợ thánh tộc, mười phần sợ. Ai? Thở một hơi thật dài, lăng thiên thù ánh mắt nhìn phía cao vút trong mây thiên thần cung, bất đắc dĩ nói, ta đợi chút nữa tiến vào thần cung chi bên trong, hiệp trợ thiên tướng đuổi bắt tiểu tử kia, các người phân ra một người ở đây trông coi, những người còn lại, lập tức đem việc này cáo chi bốn vị thiên vương. Không sai, chuyện này ảnh hưởng cực lớn, nhất định muốn cáo chi thiên vương, quyết không thể qua loa. Ánh mắt của mấy người bên trong đều lập lòe tinh mang, Diệp Trần, nhất định muốn bắt được, thật tốt điều tra thân phận của hắn, nếu như hắn thật là thánh tộc người, liền nhất định không bỏ qua, tất sát. Rất nhanh, mấy người kia cơ thể đằng không mà lên, hiện ra sát khí, hướng về bốn phương tám hướng cướp động mà đi, nhất là lăng thiên thủ, hắn không tiếc tự mình tiến vào thần cung chi bên trong, chỉ vì có thể đuổi bắt Diệp Trần, không dám có bất kỳ lòng khinh thị trở lại trốn hỗn độn, Diệp Trần thân hình không ngừng lập lòe, không dám có bất kỳ dừng lại. Ở phía sau hắn, xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, đang nhanh chóng hướng về bị giết tới, những người này, tu vi đều là bước vào hỗn nguyên cảnh giới, chân nguyên vô cùng hùng hậu, còn có mấy người, thực lực e rằng tại lăng phong phía trên, cước bộ đột nhiên vút qua, không ngừng tới gần lấy Diệp Trần. Tuy gặp phải vô số cường giả truy sát, nhưng Diệp Trần nội tâm, nhưng là thở phào thật dài một cái thánh đạo cường giả cũng không xuất hiện liền nói rõ bọn hắn cũng không có đoán được ta là thánh tộc người bằng không lấy thánh tộc hai chữ cũng đủ để cho thiên thần cung xuất động tất cả thánh đạo cường giả tiến vào cái này thần cung chi bên trong không đem ta đuổi bắt thề không bỏ qua diệp trần trong lòng âm thầm nói nhưng hắn cũng không có liền như vậy buông lỏng sau lưng đám kia thiên tướng tốc độ lần nữa tăng lên mấy phần khoảng cách song phương càng ngày càng gần nếu như diệp trần bị bọn hắn vây quanh cho dù có diệt hồn kiếm mạnh mẽ như vậy hồn quyết hắn cũng không khả năng giết ra khỏi trùng vây hạ chàng chỉ có hai cái đó chính là bị bắt sống hoặc đánh chết tại chỗ nghĩ tới đây diệp trần ăn vào một viên đan dược vừa muốn toàn lực chạy trốn thời điểm bỗng nhiên ở giữa một đạo quỷ dị kim mang càng là từ trong bộ ngực hắn cướp đi ra cái kia quả nhiên không phải là ảo giác đạo này quỷ dị kim mang diệp trần cũng không lạ lẫm chính là từ trong khóa đá trốn ra được nó quả nhiên tiềm ẩn tại Diệp Trần thể nội. Trong tầm mắt, chỉ thấy đạo kia kim mang trong hư không chập chờn, sau đó đột nhiên uốn éo, hướng về chéo phía bên trái lao đi, di động thời điểm, còn cố ý chậm lại mấy phần tốc độ, Phàng phất là tại chỉ dẫn Diệp Trần, nhường hắn theo thật sát. Thấy thế, Diệp Trần trần chờ phút chốc, sau đó tốc độ cao nhất đi theo đạo kia kim mang, ngược lại hiện tại hắn cũng cùng đường mạt lộ, có kim mang chỉ dẫn, nói không chừng có thể tìm được một đầu sinh lộ. Sau lưng không xa, những ngày kia sẽ thấy Diệp Trần đột nhiên biến ảo phương hướng, đều là sừng sốt một chút, không khỏi đình chỉ truy sát. Ta nhớ được cái hướng kia, dường như là phong ấn chi địa, chúng ta muốn đuổi kịp đi không? Có người nói một tiếng, làm cho tất cả mọi người đều rơi vào trong trầm mặc Đang giống như lăng phong phía trước nói tới, thập tam tỏa thần cung, cầm tù lấy 13 tên vô thượng cường giả, mà phong ấn chi địa, chính là phong ấn 13 vị cường giả thân thể chỗ nếu là tùy tiện tới gần một khi kích phát cái gì cấm kỵ tất nhiên sẽ mang đến vô tận tai họa truy lúc này một cái thanh niên vóc người khôi ngô đi ra toàn thân hắn khoác lên áo giáp màu vàng óng đôi mắt giống như tinh thần tản mát ra vô cùng nồng đậm chiến ý người này tên là chớ không về người xưng không về thiên tướng tu vi đã đặt chân đạo cửu trọng thiên trung kỳ cảnh giới thực lực cực kỳ cường hãn. chỉ thấy hắn hướng về phía trước bước ra một bước Lạnh lùng nói ra, phong ấn chi địa, đều là bố trí xuống trọng trọng đại trận, há lại sẽ dễ dàng như vậy vỡ tan, chúng ta nhanh chóng ra tay đuổi bắt người này, ắt hẳn sẽ không biến cố lan tràn. Nói xong, chớ không về trước tiên liền xông ra ngoài, sau lưng cái kia hơn 10 tên thiên tướng, cũng là nhìn nhau một mắt, sau đó thân hình cướp động, cẩn thận đi theo, không dám có chỗ chậm trễ. Sau nửa canh giờ, Diệp Trần lông mày hơi nhíu lại. Hắn phát hiện mình đi theo Kim Mang càng phát đi sâu vào thần cung chung quanh khu vực trở nên rất là hoang vu thiên địa hiện ra xám đen chi cảnh tràn ngập một cố kiềm chế chi khí để cho người ta có loại cảm giác giận cả tóc gáy hơn nữa nơi này tầm mắt cực kỳ mở rộng nếu như bị thiên tướng đuổi theo cũng sẽ bị trực tiếp khóa chặt căn bản khó mà đào thoát dựa theo ta thực lực bây giờ tuyệt đối là không thể nào thắng qua thiên thần cung đích thiên tướng cũng chỉ có thể dựa vào vàng này mang diệp trần trong lòng có chút thở dài rất là bất đắc dĩ luận tu vi hắn cùng thiên tướng chênh lệch rất xa luận thực lực hắn cũng xa xa không phải là đối thủ sở dĩ có thể chém giết lang phong cũng là dựa vào diệt hồn kiếm thần uy nhưng bây giờ loại tình huống này hắn căn bản không có khả năng sử dụng diệt hồn kiếm bởi vì coi như ngươi có thể trọng thương một người những người còn lại cũng sẽ cùng nhau xử lý đưa ngươi triệt để tù vây khốn bởi vậy Diệp Trần chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào đạo này kim mang trên thân, có thể xông phá tạ đá gò bó, hơn nữa ẩn núp với mình trong tim, vàng này mang, chắc chắn không hề tầm thường, thậm chí còn có thể cùng thứ 13 thần cung có quan hệ lớn lao. Không có ngừng hạ thân hình, Diệp Trần cước bộ bước ra, hướng về kim mang chỉ phương hướng mau chóng vút đi. Qua rất lâu, Diệp Trần đi tới một mảnh đen kịp chi địa, giữa thiên địa tràn ngập nồng đậm khói đen, mong phía trước nhìn lại, tựa hồ bị đồ vật gì đã cách trở tầm mắt, vậy mà không nhìn thấy bất kỳ cái gì sự vật, chỉ có hắc ám, vô biên vô tận hắc ám. Diệp Trần ngừng thân hình, ánh mắt nhìn ngăn tại phía trước thân ảnh, một cái thiên tướng cầm trong tay trường thương, sừng sững ở bên trong hư không, cặp mắt của hắn hiện đầy lạnh nhạt, trường thương phía trên, tràn ngập cực kỳ khí tức bá đạo, nhìn qua Diệp Trần, phảng phất tại đối đãi một cỗ thi thể. Người này, chính là Mạc Vô Quy. Vẹn vẹn có ngươi một người, có thể ngăn được ta. Diệp Trần trong miệng phun ra một đạo thanh âm lạnh như băng, ở trên người hắn, tản mát ra một cỗ nồng đậm thượng cổ sắc ý, huyết mang nhúc nhích, tài hắc ám trong thiên địa, lộ ra càng chói mắt. Ta không biết ngươi dùng cái gì thủ đoạn giết Lăng Phong, nhưng nếu như ngươi đem ta xem như là loại rác rưởi kia, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Mặt vô quy sắc mặt âm trầm, hướng về phía Diệp Trần lạnh lùng phun ra một đạo âm, tràn đầy tự tin. Đang giống như hắn nói như vậy, Lăng Phong, Chẳng qua là Tân Tấn Thiên tướng, thiên phú tuy cao, nhưng nội tình quá bạc nhược. Mạc Vô Quy là thiên thần cung siêu cấp thiên tài, sớm tại 3 năm trước đây liền trở thành thiên tướng, không về chi ý, chính là chỉ thay hắn đối chiến người, đều sẽ bị chết ở trong tay của hắn, không cách nào quay về, chỉ có thể hồn rơi hoàng tuyền, trở thành một nâng đất vàng. Chiến! Diệp Trần quát mạnh một tiếng, tay phải vung vẩy, huyết sắc yêu liên hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Mạc Vô Quy giết tới hữu dụng không mà vô quy cười lạnh nói trường thương trong tay run rẩy nhất thời đầu thương xuất hiện một cơn lốc xoáy giống như sóng nước như vậy lan tràn ra vậy mà đem chọn một khoảng trời thiên địa nguyên khí đều bị thôn phệ đi vào càng ngày càng khổng lồ trực tiếp bao phủ huyết sắc yêu liên thu cánh tay phản trọn mà vô quy trường thương trong tay phóng ra chói mắt quang hoa lập tức diệp trần cảm giác một cơn gió lớn quét tới đáng sợ hấp lực tác dụng tại thân thể phía trên giống như muốn đem cả người hắn đều hút vào vòng xoáy bên trong. Trường thương đâm thẳng mà đến, một đạo rực rỡ thương mang, từ sóng nước trong vòng xoáy lướt đi, xé rách huyết sắc yêu liên, xé rách hư không, không gian đều tựa như muốn bị xuyên thủng. Thật quỷ dị thương pháp. Diệp Trần ánh mắt hơi hơi ngưng lại, thương này mang uy lực cũng không lớn, lại ẩn chứa một loại xoay tròn chi uy, tiếp xúc hoa sen màu máu trong nháy mắt, liền đem thượng cổ sát ý đều hút vào thương mang bên trong lấy sát ý phá sát ý, tứ lạng bạc thiên cân. Tâm thần khẽ động, Diệp Trần hướng lui về phía sau mở mấy bước, nghiến chặt hàm răng, thần kiếm màu đen lại lần nữa lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn. Diệt. Diệp Trần song trường đánh ra, diệt hồn kiếm hướng về đáng sợ kia thương mang lao đi, bộc phát ra nổ rất lớn thanh âm, diệt hồn kiếm giống như hư ảo như vậy, trực tiếp xuyên qua vòng xoáy thương mang, tùy ý vòng xoáy như thế nào kinh khủng, hấp lực như thế nào kinh người đều không thể ảnh hưởng đến quý tích của nó. Hồn quyết, không nghĩ tới ngươi lại có thể thôi động bực này võ học cao thâm, khó trách lăng phong sẽ bị ngươi chém giết. Mạc vô quy trong lòng rung động, phun ra một đạo lạnh như băng thân ảnh, trường thương đột nhiên quét nang, kình phong thổi, một cỗ đáng sợ sóng nước bao quanh thân thể của hắn, làm hắn cả người đều lui bước về phía sau, cùng lúc đó, kim mang lấp lánh thiên thần khải hiện lên, đép kinh người. Diệt hồn kiếm trong hư không lướt gấp mà qua, lấy một loại ngang ngược tư thái, trực tiếp xâm nhập mạc vô quy thể nội, nhưng thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, trên mặt xuất hiện một vòng vẻ thống khổ. Long hổ diệt thiên quyền. Diệp Trần lập tức thi triển ra đạp tuyết vô ngân, cước bộ liên tục điểm ra, xuất hiện ở mạc vô quy trước người, đấm ra một quyền, long hổ song ảnh trong hư không gầm thét, nặng nề mà đánh vào trên người hắn, bộc phát ra nổ vang. Chỉ bất quá, lần này Diệp Trần cũng không tiếp tục ra tay, mà là trực tiếp quay người, bước nhanh đi theo kim mang, chui vào trong bóng tối. Gió lớn ào ạt mà qua, cuồn cuộn quyền phong, đột nhiên bị một cơn lốc xoáy triệt để xé rách, trong hư không, lộ ra mạc vô quy khôi ngô thân hình, hắn giờ phút này, ánh mắt có mấy phần suy yếu, nhưng toàn thân cao thấp vẫn là khí tức lẫm nhiên, cũng không suy yếu cảm giác. Không về, ngươi không sao chứ? Ngay lúc này, vài tên thiên tướng đuổi theo, trong ánh mắt mang theo lấy mấy phần kinh ngạc. Mạc vô quy thực lực mọi người đều biết, có thể được xưng là số một số 2, hắn cùng Diệp Trần giao thủ, cái sau chẳng những có thể áo mưa bên trong, còn nhường hắn thụ điểm vết thương nhẹ, cái kia Diệp Trần thực lực so với bọn hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Tên tiểu tử kia thực lực cũng không cao, nhưng là biết được hồn quyết, bất quá, các ngươi cũng vô dụng lo lắng, hắn luân phiên ác chiến, cơ thể đã cực kỳ suy yếu, nếu là lần sau gặp phải, ta có thể nhẹ nhóm đem hắn đuổi bắt. Mạc Vô Quy từ tốn nói. Ánh mắt nhìn về phía phía trước, vẫn là như vậy tự tin. Lúc này, Diệp Trần theo sát lấy Kim Mang, đã tới thần cung chỗ sâu nhất. Trước mặt hắn không còn là một mảnh hỗn độn, mà là xuất hiện một tòa sơn mạch, bất quá tòa dạng núi này để lộ ra mấy phần khí tức tử vong, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nghe được quỷ dị tiếng gào thét, dường như là đến từ một ít linh thú, cái này khiến Diệp Trần ngừng lại, ánh mắt hơi kinh ngạc. Thần cung bên trong, vậy mà lại tồn tại một tòa sơn mạch hơn nữa còn là có linh thú sinh tồn sơn mạch, đây không khỏi cũng quá kỳ quái a. À. Diệp Trần thấp giọng nỉ non nói, cái kia kim mang cũng từ trong hư không chậm rãi rơi xuống, quang vĩ lay động, lại là trực tiếp lướt vào sơn mạch, biểu hiện có mấy phần hương phấn. Thấy thế, Diệp Trần trầm ngâm phút chốc, cũng chỉ có thể dậm chân đuổi kịp. Đi không bao lâu, phía trước xuất hiện một tòa bia đá, trên tấm bia đá điêu khắc hai cái chữ lớn chấn phong. Ở đây chẳng lẽ là phong ấn chi địa? Diệp Trần đột nhiên nghĩ đến lăng phong phía trước nói lời, thập tam tỏa thần cung, phong ấn 13 tên cường giả tuyệt thế, mà thứ 13 tỏa thần cung, đã có mấy trăm năm không có mở ra, bên trong phong ấn cường giả chắc chắn vô cùng cường hãn, trước mắt tỏa này chấn phong thạch bi, là cảnh cáo, đồng thời cũng là uy hiếp. Nhưng mà, vô số thiên tướng tiến vào thần cung, sát ý dày đặc, Diệp Trần có thể nói là không thể trốn đi đâu được, trước mắt tỏa dạng núi này, dường như là đường ra duy nhất. ầm ầm. Sau lưng chuyển đến một tràng tiếng xé gió, Diệp Trần quay đầu, chính là nhìn thấy Mạc Vô Quy cùng với ba vị thiên tướng đuổi theo. Bọn hắn cũng không có mạo muội tiến vào sân mạch, mà là ngắm nhìn Diệp Trần, sâu trong mắt, mang theo vài phần không cam lòng cùng vẻ phẫn nộ. Mặc dù Mạc Vô Quy phía trước nói không sợ phong ấn chi địa, nhưng khi hắn đối mặt với chấn phong thạch bi thời điểm, nhưng trong lòng thì lan tràn một cỗ sợ hãi thật sâu cảm giác. Ở trên thiên thần cung, thứ 13 tòa thần cung, chính là một cái cấm địa, mạo muội tiến vào giả, thập tử, vô sinh. Mạc vô quy cơ thể hướng Diệp Trần chậm rãi đến gần, hắn ẩn giấu rất tốt, trên mặt không có toát ra bất kỳ sợ hãi nào chi ý, mười phần bình tĩnh. 13 thần cung, tồn tại 13 nơi phong ấn chi địa, mà phía sau ngươi tòa dạng núi này, chính là thứ 13 tòa thần cung phong ấn chi địa, cũng là thiên thần cung cấm địa, ngươi tiến vào bên trong, tất nhiên sẽ chết không toàn thây, thúc thủ chịu trói đi ít nhất còn có thể bảo trụ một cái mạng bảo trụ một cái mạng ngươi cảm thấy ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi diệp trần cười lạnh hắn đã giết lang phong chọc giận thánh đạo cường giả căn bản không có bất kỳ lý do gì có thể sống sót còn nữa nếu rơi vào tay thiên thần cung biết hắn là thánh tộc người có lẽ toàn bộ tần vũ hoàng triều đều sẽ đụng phải tai bay vạ gió chết tử tế không bằng ỷ lại sống ngươi từ bỏ chống lại mà nói còn có một tia hy vọng nhưng nếu như tiến vào sơn mạch bên trong, chắc chắn phải chết. Mặt khác một danh thiên tương lạnh nhạt nói. Các ngươi không cần nhiều hơn nữa phí miệng lưỡi, muốn ta thúc thủ chịu trói, đó là tuyệt không có khả năng sự tình. Diệp Trần nhìn xem trước mặt bốn người, lạnh lùng nói. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Trần liền nhìn ra cái này bốn danh thiên tương đối với phong ấn chi địa sợ hãi, nhất là mạc vô quy, trên người hắn tràn ngập nồng hậu dày đặc sát ý, nhưng giờ này khắc này, hắn nhưng là dừng bước chân lại, chủ động cùng Diệp Trần bàn điều kiện. Nguyên nhân cực kỳ đơn giản, Mạc Vô Quy biết phong ấn chi địa kinh khủng, hắn sợ chết, nhưng là sợ Diệp Trần tiến vào sơn mạch, dạng này hắn liền khó mà giao nộp. Dù sao lăng thiên thù thả xuống hào ngôn, nhất định muốn bắt sống Diệp Trần, xuất động mười mấy danh thiên tương, tìm tòi cả tòa thần cung, cuối cùng, lấy được nhưng là một bộ thi thể lạnh băng, thậm chí ngay cả thi thể cũng khó mà tìm được, đả kích như vậy, thiên thần cung, không chịu nổi phía sau ngươi sơn mạch, tràn ngập một loại ma khí, nhưng phàm là tiến vào bên trong, cũng sẽ bị ma khí xâm nhiễm thân thể, cuối cùng biến thành không có ý thức giá thú. Ngươi, cũng coi như là đặc sắc diễm diễm thiên tài hạng người, tâm cao khí ngạo, thật sự cam nguyện biến thành một đầu giá thú. Một danh thiên tương cười lạnh nói, nhưng Diệp Trần trong mắt ý cười càng đậm, phản chế diễu, biến thành một đầu giá thú, cuối cùng so với bị các ngươi ngược sát đến hay lắm, lại nói, ngươi mới vừa nói ta tiến vào sơn mạch sẽ chắc chắn phải chết, bây giờ còn nói ta sẽ biến thành một đầu lãnh huyết giá thú. Lời mở đầu không đáp phía sau ngữ, xem ra các ngươi cũng không có tiến vào sơn mạch, nói tới ngôn ngữ, cũng chỉ là đánh rắm mà thôi. Thoại âm rơi xuống, bốn danh thiên tương sắc đều trở nên vô cùng khó coi, nhưng bọn hắn lại không cách nào phản bác, bởi vì bọn họ xác thực không có tiến vào tòa dạng núi này, vừa rồi nói mà nói, cũng là tin đồn, liền bọn hắn cũng không biết tình huống thật. Như thế rằng co, cũng không phải là một biện pháp, ngay lúc này mạc vô quy đột nhiên đứng dậy thản nhiên nói chỉ cần ngươi nguyện ý tại lăng trưởng lão trước mặt cúi đầu nhận sai hơn nữa thể vĩnh viễn không đem chuyện ngày hôm nay tiết lộ ra ngoài ta có thể đảm bảo ngươi còn sống rời đi thiên thần cung bằng vào ta tính mệnh làm đảm bảo không về ngươi điên rồi phải không kẻ này nhất định muốn giết cái kia ba danh thiên tương nghe được mạc vô quy mà nói cũng là bỗng nhiên sửng sốt một chút lập tức mở miệng quát lên liền diệp trần cũng là chân mày nhíu chặt lấy, có chút khó có thể tin. ngậm miệng, khẽ quát một tiếng, mặt vô quy ánh mắt đạm nhiên đảo qua, nhưng lời mới vừa nói đích thiên tướng cũng là tâm thần rung động, rằng có phút chốc, cuối cùng cũng là thở một hơi thật dài, hướng lui về phía sau mở mấy bước, trên người chân nguyên chậm rãi tiêu tan, nhường ra một con đường. Xem ra các ngươi thiên thần cung, cũng còn có phân rõ phải trái người. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, vừa mới chuẩn bị dậm chân hướng về phía trước hiu một tiếng nơi xa đột nhiên truyền đến một hồi âm thanh phá không một cỗ đáng sợ cuồng phong cuồn cuộn đánh tới diễn tố tại diệp trần trên thân nhường thân thể của hắn một hồi run rẩy trong lòng hiện lên một vòng cảm giác vô lực oanh diệp trần não hải đột nhiên rung động chỉ thấy ở trước mặt của hắn xuất hiện một đạo mông lung trường ấn mang theo vô cùng kinh khủng khí tức sáp nhập vào trong phong trần trực tiếp không để mắt đến trên người của hắn nguyên cương, lướt vào thân thể, đánh thẳng linh hồn. Không tốt, là thánh đạo cường giả. Diệp Trần đột nhiên kinh hái, bàn tay vỗ, ý đồ dùng linh hồn chi lực ngăn cản, nhưng mà, dấu tay kia uy lực thật sự là quá kinh khủng, trực tiếp đập tan linh hồn chi lực của hắn, thế đi không giảm, phảng phất muốn đem hắn linh hồn đều đánh thành phấn vụn. Ùng ùng âm thanh truyền ra. Kinh khủng linh hồn chi lực, đánh vào Diệp Trần vừa rồi đứng phương hướng bụi bặm ngập trời dựng lên lực lượng kinh người nhường bốn danh thiên tương đều xa xa lui bước về phía sau ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía phía trước lại phát hiện tại trong bụi mù sớm đã không thấy diệp trần bóng dáng tránh đi Mặt vô quy cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi vừa rồi diệp trần căn bản không có khả năng làm ra tránh né động tác nhưng vì cái gì hắn bây giờ lại biến mất ở trong tầm mắt hắn rốt cuộc là như thế nào tránh đi trấn phong thạch bi phía trước một đảo cuồng phong đảo qua xuất hiện một thân ảnh người này toàn thân đều tàn mát ra nồng hậu dày đặc tức giận linh hồn chi lực tại thân thể chung quanh tỏa ra rõ ràng là thiên thần cung trưởng lão lăng thiên thủ mà giờ khắc này trong con ngươi của hắn tràn đầy nghi hoặc hắn vừa rồi một trường kia dấu ở trong cuồng phong nhanh như bôn lôi lại vô thanh vô tức theo đạo lý tôi nói liền xem như ngang cấp thánh đạo cường giả cũng rất khó tránh thoát nhưng diệp trần một cái chân đạo ngũ trọng thiên nhân loại thiếu niên, cư nhiên như thử nhẹ nhóm tránh đi, hơn nữa còn biến mất ở mình trước mắt. Bây giờ, lăng thiên thủ sắc mặt trầm thấp tới cực điểm, trồng gà không thành lại mất nắm thóc, không có đem Diệp Trần bắt sống ngược lại cũng thôi, hiện tại hắn không biết tung tích, không ai có thể tìm đến phương hướng của hắn, mà thứ 13 tọa thần cung lại cực kỳ rộng lớn, cái này khiến bọn hắn như thế nào tìm kiếm. Hơn nữa, nếu như Diệp Trần tiến nhập sơn mạch, kia đối thiên thần cung tới nói, thật là mất mặt ném về tận nhà. Lúc này, Diệp Trần trước mắt là một vùng tăm tối. Khi hắn mở hai mắt ra thời điểm, kinh ngạc phát hiện, chính mình cũng không trở về đến hốc cây, mà là đi tới một chỗ trong rừng rậm, cái này rừng rậm tràn ngập khí tức tử vong, vạn sự vạn vật, đều là hiện ra hắc ám chi sắc, cực kỳ khiếp người. Vốn là, Diệp Trần đối mặt với linh hồn trường ảnh thời điểm, đã đến tránh cũng không thể tránh hiểm cảnh, nhưng hắn nhớ kỹ, trên người mình còn còn có đoạn trọng ngu một đạo bí pháp. Chỉ cần mình đụng phải nguy hiểm tính mạng, bí pháp liền sẽ khởi động, đem hắn mang về hốc cây bên trong, chính vì vậy, Diệp Trần lại lâm vào hắc ám trong nháy mắt, liền coi chính mình về tới hốc cây. Ai biết, hắn đối mặt, nhưng là một mảnh vô cùng quỷ dị hắc ám rừng rậm. Nếu như ta đoán không lầm, ta hẳn là tiến nhập sơn mạch. Diệp Trần cảm giác lực phát ra mở ra, hắn có thể cảm thấy chung quanh truyền đến từng đợt quỷ dị tiếng thú gào âm, cái này khiến Diệp Trần có điểm tâm sinh kiêng kỷ. Dù sao thiên tướng cũng không dám tùy tiện tiến vào chỗ, tất nhiên sẽ có nguyên nhân của nó chỗ, cấm địa chi danh, tuyệt không phải lời nói vô căn cứ. Ngao ô! Ngay vào lúc này, Diệp Trần đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức nguy hiểm đập vào mặt. Hắn lần theo thanh nguyên chỗ nhìn lại, con người chợt co giúp nhanh phía dưới, chỉ thấy ở trước mặt của hắn, xuất hiện một đám lang thú, những thứ này lang thú da lông hiện ra màu đen kịt từng cái lợi chảo phía trên hiện ra màu máu đỏ quỷ dị phong mang cực kỳ đáng sợ những thứ này lang thú tại sao không có sinh khí diệp trần đôi mắt run lên từ nơi này chút lang thú trên thân hắn thế mà không có cảm giác được sinh linh khí tức chỉ có vẻ này vô cùng dày đặc xác ý liền giống như là giết người khôi lỗi như vậy thiên thần cung cấm địa thập tử vô sinh diệp trần trong đầu đột nhiên nghĩ đến một câu nói như vậy nhìn về phía những thứ này lang thú trong ánh mắt, ngậm lấy mấy phần băng lãnh chỉ ý. Những thứ này lang thú nhìn chăm chú Diệp Trần, ánh mắt cực kỳ dữ tợn, giống như sắt thép như vậy thân thể chậm rãi di động tới, mái trèo trần triệt để bao vây lại. Diệp Trần ánh mắt ngưng lại, trên thân tản mát ra cuồn cuộn nguyên cương chi lực, nhưng mà, ngay tại nguyên hải phun ra nuốt vào nguyên cương trong nháy mắt, một cỗ hắc ám chi khí trực tiếp xông vào trong cơ thể của hắn, trong nháy mắt đó, Diệp Trần cảm giác tâm thần phát run, có loại tiếp cận tử vong chẳng lành báo hiệu. Tại sao có thể như vậy? Diệp Trần lập tức ngừng lại, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn bây giờ có chút minh bạch, vì cái gì chớ không về cao thủ như vậy, đang đối mặt tòa dạng núi này thời điểm, đều sẽ biểu hiện sợ hãi như thế. Ở đây, tựa hồ không thể điều động nguyên lực thiên địa, bằng không, liền sẽ có bóng tối vô cùng vô tận chi khí, cưỡng ép sót vào trong cơ thể của ngươi, để cho ngươi thể xác tinh thần chịu đến cực lớn thương tích, thậm chí sẽ bị mê hoặc thần trí, biến thành một bộ giết người khôi lỗi. Vừa rồi may mắn Diệp Trần lập tức cắt đứt thiên địa nguyên khí, không phải vậy hắn bây giờ đã đã mất đi khả năng di chuyển, loại kia hắc ám chi khí rất khủng bố, làm cho người không rét mà run. Phốc phốc phốc, vài đầu lang thú cơ thể bay trên không, hướng về Diệp Trần đánh giết mà đi, vuốt sói lập lòe hàn quang lạnh như băng, tốc độ nhanh đến kinh người. Diệp Trần hướng phía sau vừa rút lui, thử điều động u minh chi khí, phát hiện u minh chi khí cũng không có thu đến ảnh hưởng lập tức sinh ra một tia ý mừng hai tay phách động ngưng kết thành một đạo băng tinh bàn tay bỗng nhiên hướng về lang thú đập đi qua ùng ùng âm thanh truyền ra ba đầu lang thú bị đánh bay ra ngoài nhưng diệp trần cũng không có liền như vậy cảm thấy mừng rỡ ngược lại sắc mặt càng ngày càng âm trầm u minh chi khí chính là trí âm trí hàn chi khí liền thánh đạo cường giả đều phải kiêng kỵ nhưng bây giờ những con sói kia thú bị u minh chi khí gây thương tích nhìn qua vậy mà không có bất kỳ cái gì thương thế bọn chúng từ dưới đất sôi trào dựng lên trên thân tán phát khí thế hung ác càng thêm nồng hậu dày đặc một cỗ đáng sợ sát lục dục vọng hướng về diệp trần đánh tới nhưng diệp trần cảm giác cực kỳ không thoải mái giống như mình đã bao phủ tại tử vong hải dương bên trong căn bản là không có cách chạy thoát từng đầu lang thú vồ giết tới diệp trần hai con ngươi vô cùng lạnh nhạt tay trái nâng đỡ u minh chi khí ngưng kết thành xương trắng yêu liên kinh khủng hàn khí tùy ý bao phủ toàn bộ không gian giống như tiến vào kỷ băng hà băng vụ tràn ngập thiên địa hư không chết gầm thét một tiếng diệp trần đem xương trắng yêu liên văng ra ngoài lập tức ở trước mặt của hắn từng đào băng xương nở rộ mở ra u minh tàn phá bừa bãi toàn bộ không gian đều bị đông cứng những con sói kia thú cũng là không ngoại lệ đều là đứng tại không gian hóa thành một san sát băng điêu nhưng mà, cái này vẹn vẹn kéo dài phút chốc, rất nhanh, những con sói kia thú nhẹ nhóm phá vỡ u minh chi khí, rơi trên mặt đất trong nháy mắt, lại lần nữa đánh giết mà đến, thế đi mạnh hơn, hung uy càng đậm, nhưng Diệp Trần cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Kinh khủng như vậy nhục thể, liền xem như thánh đạo cường giả đều phải lực bất tòng tâm A. À. Cảm nhận được những con sói kia thú đánh giết mà đến mùi huyết tinh, Diệp Trần trong lòng âm thầm mắng một tiếng, tâm thần khẽ nhúc nhích, trên thân tản mát ra thượng cổ sát ý, lập tức một cỗ khiếp người huyết mang tràn ngập đến rừng rậm mỗi một cái xó xỉnh, sát ý xâm nhiên. Những con sói kia thú cảm thấy thượng cổ sát ý tồn tại, lại tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi, thân hình lướt gấp, hướng lui về phía sau mở hơn 10 mét, dường như là cực kỳ e ngại thượng cổ sát ý, nhưng chuẩn bị thi triển hai tay liên diệp trần sừng sốt một chút. Luận uy lực, thượng cổ sát ý vẫn chưa bằng u minh chi khí, những thứ này lang thú không sợ chút nào u minh chi khí, lại đối với thượng cổ sát ý sợ hãi như thế, có phần cũng quá kỳ quái a. À. Có thể làm cho thiên thần cung phụng làm cấm địa, tòa dạng núi này quả nhiên quỷ dị. Diệp Trần đem u minh chi khí thu vào thể nội, thượng cổ sát ý giống như là huyết hải như vậy gào thét mà ra, nhưng những con sói kia thú bỏ trốn mất dạng, lập tức không nhìn thấy bóng dáng. Ông! Lúc này, kim mang lần nữa hiện lên. Nó xoay quanh tại Diệp Trần trên đỉnh đầu, xoay quanh vài vòng phía sau trực tiếp lướt vào sơn mạch chỗ sâu nhất. Phong ấn chi địa, chấn áp vô thượng cường giả, chẳng lẽ vàng này mang cùng bị chấn áp cường giả, có quan hệ thế nào? Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt nhìn về phía phía trước sơn mạch, không do dự, trực tiếp dậm chân tiến lên, gắt gao đi theo. Bây giờ lưu lạc đến nước này, hắn ngoại trừ đi theo kim mang bên ngoài, tựa hồ không còn biện pháp. Nhưng Diệp Trần cũng không biết chính là, hắn chỗ ở thứ 13 tọa thần cung, đã mấy trăm năm không có mở ra, bên trong bị chấn áp cường giả cực kỳ cường hãn, liền thiên thần cung cung chủ nhiệm vụ như vậy, đều sẽ cảm thấy sâu tận xương tùy e ngại, cho nên lăng thiên thủ bọn hắn mới không dám tùy tiện tiến vào. Hắn như bây giờ càng lúc càng đi sâu, cơ hồ liền cùng tử vong đồng hành không có gì khác biệt. Xâm nhập sơn mạch, Diệp Trần gặp được linh thú cũng càng ngày càng nhiều, những linh thú này đều là nhìn chầm chập Diệp Trần, một cái thổ tức, gầm lên giận dữ, cũng là bảo phát ra kinh khủng hung uy, muốn mái trèo trần trực tiếp nuốt vào trong bụng cực kỳ hung mãnh bất quá diệp trần thời thời khắc khắc đều tản mát ra thượng của sát ý dùng cái này chấn nhiếp những cái kia linh thú cho nên cùng nhau đi tới mặc dù hung hiểm nhưng cũng không có lo lắng tính mạng ngay tại diệp trần tiến lên thời điểm trong lúc đó ở phía trước của hắn một cỗ quỷ dị hắc phong quét tới già thiên tế địa giống như là tai nạn như thế những nơi đi qua cây cối linh thú cự thạch đều biến thành bá vụn Lực sát thương vô cùng kinh người. Diệp Trần tinh tế nhìn lại, cái này Hắc Phong lại là từng đầu màu đen con rơi, số lượng nhiều, e rằng không ở 10 vạn số. Một cỗ hắc ám chi khí từ trên bầu trời bao phủ xuống, rót vào Diệp Trần thể nội, nhưng thân thể của hắn đều trở nên càng ngày càng suy yếu, đôi mắt lấp lóe, tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình, muốn đoạt lấy linh trí của hắn, nhường hắn trở thành một người chết, một bộ giết người khôi lỗi. Hắc Phong đang không ngừng tới gần chỉ cần tiếp xúc đến diệp trần thân thể, cho dù có thượng cổ sát ý hộ thể, cái kia vô cùng vô tận màu đen con rơi cũng sẽ xé rách thân thể của hắn, từng bước xâm chiếm máu của hắn. cút ngay cho ta! diệp trần toàn thân tản mát ra thượng cổ sát ý, hai tay nâng cao một đóa to lớn vô cùng màu máu hoa sen xuất hiện ở bên trong hư không, tiếp xúc cái kia hắc phong nháy mắt huyết mang tàn phá bừa bãi, giống như là mưa to gió lớn như vậy quét vút đi, trong nháy mắt đánh tan hắc phong xâm nhập nhưng hắc phong mặc dù tán loạn cái kia vô cùng vô tận màu đen con rơi nhưng như cũ không muốn buông tha diệp trần từng cái đánh giết mà đến cho dù bị huyết mang bao phủ cũng không sợ chút nào diệp trần không muốn tiếp tục ác chiến xoay người liều mạng hướng về sơn mạch chỗ sâu lao đi chạy ra một khoảng cách diệp trần quan sát sau lưng không khỏi nhẹ nhàng thở ra may mắn những cái kia màu đen con rơi không có đuổi theo không phải vậy tình huống liền phiền toái những cái kia ẩn núp tại rừng rậm linh thú nhất định sẽ dốc toàn bộ lực lượng, đem hắn triệt để giết chết. Ân, tại lúc này, Diệp Trần đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện phía trước kim mang càng ngày càng rực rỡ, bước nhanh đi theo, một cỗ vô cùng cường hãn chấn áp chi lực truyền đến, suýt nữa nhường thân thể của hắn rớt xuống đất, trên thân, u minh chi khí cùng thượng cổ sát ý, đều rút về thể nội, dường như là cảm giác được cái gì kinh khủng sự vật. Tầm mắt nhìn về phía trước, tại Diệp Trần trước mặt, xuất hiện một tòa cô phong, cái này cô phong vẻn vẹn có vài trăm mét cao cũng không nguy nga nếu là muốn nói cái gì chỗ khác thường chính là toàn thân hiện ra huyết hồng màu sắc có mấy phần khiếp người mà vẻ này đáng sợ chấn áp chi lực chính là từ cô phong bên trong truyền tới diệp trần chậm rãi hướng về phía trước tới gần khi hắn đi đến cô phong thời điểm liền nhìn thấy kim mang đang xoay quanh tại sơn phong lối vào kim mang càng ngày càng rực rỡ tựa hồ mang theo vài phần vẻ lo lắng nhưng lúc này Diệp Trần cũng không có trực tiếp bước vào cô phong bên trong, hắn ngắm nhìn trước mắt tòa này cô phong, con người, chính nhất điểm điểm mở rộng, trong đáy lòng tuôn ra một cỗ vẻ khiếp sợ. Hắn rốt cuộc biết, vì cái gì tòa này cô phong sẽ hiện ra huyết hồng chi sắc, bởi vì, tòa này cô phong chính là từ sát ý ngưng kết mà thành. Sát ý ngưng núi. Hết tập 56.